Hello em, tiếp tục lại quay trở lại với con app đổi thưởng MMWIN. Thì trong video hôm nay mình lại tiếp tục vào chơi con game rồng hổ kiếm tiền và thử thách vận may với số vốn 2 triệu của mình nhá. Rồi thì đây như em cũng đã thấy thì đây nó là cái lịch sử cầu nhá. Lịch sử cầu thì đang bẹt về bên hổ rồi. Rồi thì cứ làm phát bẹt hổ đi anh em ạ. Ôi rồi quá may mắn anh em ạ, vào cái đã làm tay rồi. Đấy. Ui anh em thấy cầu rồng lên bệt kinh chưa? Rồi tiếp tục cứ làm một tay nữa. Người ta bảo là cờ bạc được thì đánh lên thua đánh xuống. Thì cũng tay đầu tiên được thì tay sau nhích thêm trăm nữa anh em ạ. Đấy và mình cũng đã chia sẻ cho anh em về những cái mẹo cũng như là cách chơi để kiếm tiền trong những cái tựa game đổi thưởng online rồi. Thì trong video này hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ đến anh em, những anh em nào mà chưa xem clip của mình thì mình muốn chia sẻ đến anh em những cái cách mà có thể là chơi và kiếm được tiền trong những con app đổi thưởng online anh em nhé. Cái quan trọng nhất khi chúng ta vào đây chơi thì yếu tố tâm lý, đó là một cái yếu tố rất chi là quan trọng. Rồi thì quá may mắn anh em ạ, lên cái bốn là thoát hết cả team luôn này. Đấy, cái quan trọng đó là chúng ta cũng cần phải biết chơi điểm dừng và biết cách anon anh em nhé. Thì nó sẽ đi cầu kiểu dạng như thế này không, lại ra hổ không, thôi cứ đánh rồng anh em ạ, biết đâu được nó lại bền. Đấy, ăn non là chơi là quan trọng nhất, phải biết ăn non. Đấy, hôm nay có thể được 500 thôi hoặc 300 nghỉ luôn, ngày mai lại chơi tiếp giờ lại kiếm 200 là nghỉ. Đấy, đừng để mà đi mẹ nó gì đấy, ảo ma thế nhỉ. Tiếng đấy rõ ràng đánh rồng rồi. À được ăn à, được ăn được ăn lắm. Rồi thế xem nào, tiếp tục. Ui rồi ôi đảo cầu rồi, địt mẹ thế gì này, không được rồi, đảo rồi lại quen đánh hổ anh em ạ. Đấy lại tiếp tục đánh hổ rồi. Rồi đấy đây link tải con này thì mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận, anh em có thể tải về chơi trải nghiệm cũng như là kiếm tiền trên cái con app đổi thưởng online anh em nhá. Anh em tải về đăng ký thành công vào nhóm sẽ được nhận gift code để chơi trải nghiệm với con game này. Thôi toàn đi cầu 11 hay đi bên rồng đây, thử phát đánh cầu con rồng nhá. Nếu mà phát này đúng 11 thì phát sau chốt lại bánh củ rưỡi luôn. Anh em nhớ là đăng ký thành công theo cái nhóm, theo cái link của mình rồi vào nhóm thì sẽ được nhận gift code, và ngoài ra thì mình sẽ phát lộc cho anh em vào 7 giờ tối hàng ngày ở trong nhóm anh em nhé. Ok rồi, cầu đi 11 thì phát này xuống tất tay luôn này, tất tay luôn anh em ạ. Khi nó cầu đi như này rồi đấy, ví dụ như cầu xấu quá thì mình ngồi mình đánh nhỏ nhẹ thôi, còn khi cầu nó đẹp rồi như này mình nghĩ chắc chắn là phát này nó sẽ ra con rồng rồi. Bánh phát này mà chốt lãi luôn đấy, chính chưa, quá chính xác luôn anh em ạ, làm luôn một củ rồi. Ok đấy, với cái số vốn 2 triệu thì vào rồi, phát này tôi sẽ đánh hết số 900 tiền lãi này. Ok bịp con mẹ nó bịp rồi, chết tôi rồi, chết tôi rồi, bịp thế mới đau gì nhỉ, đéo được rồi, bịp mẹ nó cực tiếp con hổ thôi. Rồi bịp mẹ thế thế nào. Ôi trời, thôi thôi làm củ hai rồi nghỉ thôi anh em ạ. Lãi non kiếm lấy triệu hai là nghỉ là ấm rồi anh em ạ. Đấy quan trọng nhất là phải biết cách non anh em nhé. Đấy, rồi anh em nhớ là đăng ký theo đúng đường link bên dưới của mình để vào nhóm sẽ nhận được gift code miễn phí chơi trải nghiệm hàng ngày. Và ngoài ra thì mình sẽ phát lộc cho anh em vào 7 giờ tối hàng ngày ở trong nhóm anh em nhé. Đấy rồi, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.